Thưa quý vị, sáng nay mùng 4 tháng 5, Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì phát biểu khai mạc hội nghị. Đồng chí Tổng Bí thư khẳng định, hội nghị Trung ương lần này là những vấn đề rất lớn, rất khó và rất hệ trọng đối với việc thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng trên các lĩnh vực trọng yếu. Chính vì vậy, Tổng Bí thư yêu cầu các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, cho ý kiến để hoàn thiện và xem xét, quyết định vào cuối kỳ họp. Sau đây, truyền hình Nhân dân trân trọng giới thiệu tới các đồng chí, quý vị và các bạn toàn văn phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên khai mạc hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Kính thưa Trung ương, thưa các đồng chí tham dự hội nghị, thực hiện chương trình làm việc toàn khóa, hôm nay Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 của chúng ta bắt đầu họp hội nghị lần thứ 5 để thảo luận, cho ý kiến và biểu quyết về các nội dung cơ bản. Tôi xin nêu lên 6 nội dung. Một là tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa 11 về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới. Vấn đề thứ hai là tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Ba là tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa 9 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. 4 là đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. 5 đề án thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực. 6 là báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Chính trị và Ban Bí thư năm 2021 và một số vấn đề quan trọng khác. Trước hết, tôi xin được thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư và với tình cảm cá nhân, xin nhiệt liệt chào mừng các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, các vị đại biểu khách mời đã về dự hội nghị và xin gửi tới các đồng chí lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Thưa các đồng chí, để chuẩn bị cho hội nghị Trung ương lần này, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã sớm thành lập các ban chỉ đạo, nghiên cứu, tổng kết, xây dựng các báo cáo, các đề án về những nội dung nêu trên để báo cáo với Bộ Chính trị thảo luận cho ý kiến. Bộ Chính trị đã xem xét, thảo luận, bổ sung, hoàn thiện để hôm nay mới trình ra với Ban chấp hành Trung ương. Các ban chỉ đạo đã bám sát cương lĩnh của Đảng, hiến pháp của nhà nước và nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cũng như tình hình thực tế của đất nước, khu vực và thế giới, để tiến hành tổng kết, nghiên cứu, xây dựng các báo cáo, đề án, tờ trình và dự thảo các nghị quyết để trình với Trung ương. Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng đang nghiêm túc kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 gắn với việc thực hiện kết luận của Hội nghị Trung ương 4 khóa 13 về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị để xây dựng các báo cáo trình Hội nghị Trung ương lần này. Theo quy chế làm việc, Văn phòng Trung ương Đảng đã gửi các đồng chí tài liệu để nghiên cứu trước. Sau đây, tôi xin phát biểu có tính chất nêu vấn đề, gợi ý thêm một số vấn đề có liên quan đến những cái nội dung quan trọng của báo cáo, đề án để được mong các đồng chí quan tâm trong quá trình thảo luận, xem xét
và quyết định. Tôi sẽ nói lần lượt 6 vấn đề. Thứ nhất là về tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa 11 về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai. Các đồng chí nghe cái đầu đề là đã thấy vấn đề này hết sức là quan trọng. Chúng ta đều đã biết đất đai là tài sản đặc biệt của quốc gia, là tư liệu sản xuất cơ bản, là tài nguyên vô cùng quý giá, là nguồn sống của nhân dân và nguồn lực to lớn của đất nước, thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Tôi cũng đã nhiều lần nhắc lại câu nói của các Marx nói rằng lao động là cha, đất đai là mẹ của cải vật chất. Nhiều người giàu lên nhờ đất, nhưng cũng có không ít người nghèo đi vì đất, thậm chí bị đi tù cũng vì đất. Mất cả tình nghĩa cha con, anh em, đồng chí cũng vì đất, vân vân. Không phải ngẫu nhiên mà trong thời gian vừa qua, có tới hơn 70% số vụ tố cáo khiếu nại thuộc về đất đai. Vì vậy, việc tổng kết thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa 11 về vấn đề này là một yêu cầu khách quan, cần thiết nhằm thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng, tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong công tác quản lý và sử dụng đất đai, bảo đảm hài hòa các lợi ích của nhà nước, của người dân và của nhà đầu tư, tạo ra nguồn lực và động lực mới để phấn đấu đến năm 2030, nước ta trở thành nước công nghiệp hiện đại có thu nhập trung bình cao, và đến năm 2045 trở thành nước phát triển thu nhập cao. Đây là văn kiện đại hội. Đây là một lĩnh vực rất rộng lớn, cơ bản, hết sức phức tạp, nhạy cảm, đặc biệt quan trọng, hệ trọng đối với sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước. Hiện vẫn còn không ít ý kiến khác nhau. Khi thảo luận đánh giá tình hình và nguyên nhân, mong các đồng chí cần nắm vững phương pháp duy vật biện chứng, các quan điểm và nguyên tắc cơ bản đã được xác định trong cương lĩnh của Đảng và hiến pháp của nhà nước để phân tích một cách toàn diện, khách quan kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách, biện pháp nêu trong nghị quyết Trung ương 6 khóa 11 và pháp luật về đất đai, chỉ rõ nội dung của nghị quyết đã được thể chế hóa như thế nào, những điểm gì thể chế hóa đúng, điểm gì chưa đúng, những quan điểm yêu cầu quan trọng nào của nghị quyết chưa được thể chế hóa hoặc chưa được thực hiện một cách nghiêm túc, đã có, mặc dù đã có thể chế hóa rồi. Tình hình thực hiện trong thực tế như thế nào, những chủ trương chính sách gì sắp tới chúng ta cần bổ sung, sửa đổi, điều chỉnh. Đồng thời với việc khẳng định những chuyển biến tích cực và những kết quả nổi bật đã đạt được trong gần 10 năm qua, cũng cần khẳng khắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, tập trung làm rõ vì sao nguồn lực đất đai chưa được phát huy đầy đủ để trở thành nội lực quan trọng phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Vì sao ở nhiều nơi việc sử dụng đất đai còn lãng phí, hiệu quả thấp, tệ tham nhũng tiêu cực liên quan đến đất đai chậm được đẩy lùi, thậm chí còn có chỗ gia tăng. Vì sao số vụ khiếu nại tố cáo thuộc về lĩnh vực đất đai vẫn còn nhiều và phức tạp. Vì sao thị trường bất động sản phát triển thiếu lành mạnh, chưa bền vững và còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Đâu là nguyên nhân thuộc về quan điểm, chủ trương, chính sách nêu trong nghị quyết và bất cập của luật đất đai
năm 2013. Đâu là do các quy định dưới luật còn bất cập, có quá nhiều quy định chồng chéo, mâu thuẫn. Và đâu là do việc tổ chức thực hiện yếu kém của các cơ quan quản lý nhà nước, do nhận thức chưa đầy đủ và ý thức chấp hành luật pháp chưa nghiêm, vân vân. Trên cơ sở đó, đề xuất các chủ trương định hướng sắp tới tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách về đất đai như thế nào, chú ý các vấn đề hiện đang vướng mắc hoặc gây bức xúc trong xã hội về những nội dung còn có ý kiến khác nhau. Chẳng hạn như nhận thức như thế nào cho thật đầy đủ, đúng đắn về sở hữu toàn dân về đất đai, do nhà nước làm đại diện chủ sở hữu. Quyền hạn trách nhiệm của nhà nước với vị trí vai trò là đại diện cho chủ sở hữu, thực hiện chức năng nhiệm vụ thống nhất quản lý nhà nước về đất đai, và khi là chủ thể sử dụng đất, chủ trương chính sách về đất đai, nhất là về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, về giao đất, cho thuê đất, về hỗ trợ bồi thường tái định cư, thu hồi đất, về tài chính đất đai, xác định giá đất và phát triển thị trường bất động sản, về chế độ quản lý và sử dụng đất nông nghiệp, đất có nguồn gốc từ nông lâm trường quốc doanh và đất do tôn giáo tín ngưỡng, việc quản lý nhà nước về đất đai vân vân cần tiếp tục được đổi mới hoàn thiện như thế nào cho đúng, cho sát hợp với thực tế và đáp ứng được yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới. Vấn đề thứ hai là về tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 7 khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đây cũng là vấn đề rất là cơ bản và quan trọng lâu dài. Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Chính trị và Ban Bí thư, thời gian qua, Ban chỉ đạo Trung ương tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 7 khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã triển khai tổng kết nghị quyết một cách nghiêm túc, bài bản, công phu, khoa học và có sự tham gia phối hợp chặt chẽ với một tinh thần trách nhiệm cao của các ban, bộ, ngành, trung ương và các địa phương, các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà quản lý, kế thừa kết quả tổng kết các nghị quyết trung ương về chính sách pháp luật đất đai và kinh tế tập thể. Báo cáo tổng kết trình Trung ương tại hội nghị lần này đã đánh giá một cách khách quan, toàn diện tình hình thực hiện nghị quyết Trung ương 7 khóa 10, chỉ ra những kết quả thành tựu to lớn, toàn diện, rất ấn tượng đã đạt được, nhưng đồng thời cũng thẳng thắn nhận diện những hạn chế, yếu kém còn tồn tại và nguyên nhân. Từ đó, đề ra quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm tiếp tục đổi mới để đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và kiến nghị Trung ương xem xét ban hành nghị quyết mới để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong thời kỳ mới. Đề nghị các đồng chí tham dự hội nghị hôm nay tập trung nghiên cứu, thảo luận, tạo sự thống nhất cao về tình hình thực hiện nghị quyết Trung ương 7 khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra đáp ứng yêu cầu phát triển của thời kỳ mới, tức là đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, tiếp tục phát huy thật tốt những kết quả, thành tựu, bài học, kinh nghiệm đã thành công và khắc phục triệt để những hạn chế, yếu kém còn tồn tại và nguyên nhân được rút ra trong quá trình tổng kết là nông nghiệp phát triển còn thiếu bền vững, tốc độ tăng trưởng có xu hướng giảm, tổ chức sản xuất chủ yếu vẫn dựa vào nông hộ nhỏ, thiếu liên kết trong sản xuất kinh doanh, kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác xã
chậm phát triển. Có phải như vậy không? Việc nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nguồn nhân lực chất lượng cao chưa trở thành động lực chính để tạo đột phá phát triển. Nhiều loại giống cây trồng, giống vật nuôi, vật tư đầu vào còn phụ thuộc vào việc nhập khẩu. Thu hút đầu tư cho phát triển công nghiệp, dịch vụ ở nông thôn còn gặp nhiều khó khăn. Cơ giới hóa chưa đồng bộ, công nghiệp cơ khí, công nghiệp chế biến nông sản phát triển còn chậm. Đào tạo nghề, giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn chưa đạt yêu cầu. Lao động nông thôn có xu hướng già hóa, năng suất lao động còn thấp. Thu nhập của phần lớn nông dân chưa cao, chênh lệch với thành thị và giữa các vùng miền còn lớn. Tỷ lệ hộ nghèo ở nông thôn còn nhiều, nhất là ở những vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Xây dựng nông thôn mới chưa đồng đều, nhiều nơi chưa chú trọng đúng mức tới phát triển sản xuất, tạo sinh kế cho người dân, xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường, mức đạt tiêu chí nông thôn mới ở những vùng khó khăn còn thấp. Nhiều vấn đề xã hội phát sinh, gây bức xúc trong nhân dân, ô nhiễm môi trường nông thôn gia tăng ở nhiều địa phương, năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu còn yếu, phòng chống thiên tai dịch bệnh chưa đáp ứng yêu cầu. Có phải như vậy không? Nêu lên cũng nhiều hạn chế để tồn tại đấy. Các đồng chí trao đổi kỹ cho này. Có thể đây không phải là phổ biến, nhưng mà cũng có thể là nhiều vùng, và cũng có thể là một ít nhưng mà lại rất là nghiêm trọng. Để các đồng chí phân tích cho những cái nhận định đánh giá này thế nào, để từ đó chúng ta đề xuất ra những cái chủ trương sắp tới một cách sát hợp mà nó thiết thực, bổ ích. Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, ta chỉ nặng về báo cáo thành tích thì nói được nhiều rồi. Tôi xin gợi gợi ra những cái như thế thì không biết có phải không. Xin ý kiến Trung ương. Đấy là vấn đề thứ hai, cũng rất là cơ bản và quan trọng. Nước ta là nước nông nghiệp, đi lên từ nông nghiệp, đang công nghiệp hóa mà mới là bước đầu thôi, vẫn là sản xuất nhỏ, hiện nay là tương đối lớn thôi chứ chưa phải sản xuất lớn, chưa phải là đã sử dụng những cái trình độ công nghệ cao hiện đại ở trên thế giới, có phải không? Nếu so với các nước khác, thì các đồng chí đánh giá ở chỗ này, thì từ đó chúng ta kiến nghị. Đấy là vấn đề thứ hai. Thứ ba là việc tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa 9 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Đây cũng là vấn đề rất lớn và cơ bản, phải không ạ? Cương lĩnh của Đảng, hiến pháp của nhà nước và các nghị quyết Đại hội Đảng đều đã khẳng định vị trí, ý nghĩa, vai trò quan trọng của kinh tế tập thể. Vì chúng ta là xây dựng chủ nghĩa xã hội, không phải là tư bản chủ nghĩa, không phải là tư nhân. Xác định phát triển kinh tế tập thể cùng với kinh tế nhà nước ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. Để đổi mới nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, khắc phục những hạn chế yếu kém của mô hình hợp tác xã kiểu cũ, ngày 18 tháng 3 năm 2002, Hội nghị Trung ương 5 khóa 9 đã ban hành nghị quyết số 13 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Bây giờ chúng ta tổng kết 20 năm. Báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa 9, tức là từ 2002 mà bây giờ là 2022, là tròn 20 năm. Đã được xây dựng công phu nghiêm túc trên cơ sở báo cáo tổng kết, báo cáo chuyên đề của các bộ, ban, ngành, cơ quan trung ương và 63 tỉnh, thành ủy trực thuộc trung ương, kết quả nghiên cứu khảo sát của ban chỉ đạo tại một số địa phương,
ý kiến tham gia tại 12 cuộc hội thảo chuyên đề, 3 hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết và báo cáo tư vấn của Hội đồng Lý luận Trung ương. Qua tổng kết cho thấy, sau 20 năm thực hiện nghị quyết Trung ương năm khóa 9, khu vực kinh tế tập thể nước ta đã có những chuyển biến tích cực, quan trọng. Nhận thức trong hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân về phát triển kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác xã được nâng lên. Hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách được quan tâm xây dựng, phù hợp với từng giai đoạn phát triển. Hợp tác xã đã cơ bản hoàn thành việc chuyển đổi theo quy định của pháp luật. Số lượng hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập mới đã tăng lên đáng kể. Nhiều hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đã phát triển đa dạng hơn về ngành nghề, về quy mô và trình độ, hỗ trợ tốt hơn cho kinh tế thành viên, tạo điều kiện việc làm và thu nhập thường xuyên cho người lao động. Tổ hợp tác với cơ cấu tổ chức gọn nhẹ, nội dung hoạt động đơn giản hơn nhưng thiết thực, đáp ứng được nhu cầu liên kết linh hoạt và mang tính ngắn hạn của người dân. Liên kết giữa các hợp tác xã với nhau và với các tổ chức kinh tế khác bước đầu có sự phát triển. Khu vực kinh tế tập thể cơ bản đã khắc phục được tình trạng yếu kém kéo dài, góp phần xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh, an ninh, trật tự an toàn xã hội và từng bước khẳng định được vị trí vai trò nền tảng trong nền kinh tế quốc dân. Tuy nhiên, khu vực kinh tế tập thể của nước ta đến nay vẫn chưa đạt mức phát triển như mục tiêu yêu cầu đề ra. Đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể còn gặp nhiều khó khăn. Tốc độ tăng trưởng, tỷ trọng đóng góp vào GDP của cả nước ở khu vực kinh tế tập thể còn thấp và có xu hướng giảm dần. Hợp tác xã và phát triển không đồng đều giữa các vùng, các miền, giữa khu vực nông nghiệp và phi nông nghiệp. Hoạt động hợp tác xã chưa trở thành phong trào để thu hút xã viên, hội viên. Số lượng hợp tác xã tuy tăng, nhưng số lượng thành viên bình quân trong hợp tác xã thì lại có xu hướng giảm. Thành viên tham gia vào hoạt động của hợp tác xã còn hình thức, chưa nhận thức và thực hiện được đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình trong hợp tác xã. Năng lực nội tại của hợp tác xã còn yếu, hiệu quả hoạt động chưa cao. Phần lớn các tổ hợp tác xã có quy mô nhỏ, vốn thì ít, phạm vi hoạt động thì hẹp, lợi ích mang lại cho thành viên còn thấp. Tính liên kết trong nội bộ hợp tác xã rất yếu. Các hoạt động liên doanh liên kết giữa các hợp tác xã và giữa các hợp tác xã với các tổ chức kinh tế khác chưa phải là phổ biến. Số lượng liên hiệp hợp tác xã còn ít. Tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác thiếu ổn định. Nhiều hợp tác xã chuyển đổi còn mang tính hình thức, chưa thực sự có chuyển biến về chất. Đề nghị các đồng chí trung ương và các đồng chí tham dự hội nghị xuất phát từ thực tiễn, thảo luận, đánh giá một cách khách quan, khoa học về những kết quả thành tích đã đạt được, đồng thời phân tích sâu sắc những hạn chế yếu kém còn tồn tại và phân tích nguyên nhân. Từ đó, bám sát nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và thực tế đất nước, tập trung thảo luận, làm rõ, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng, toàn dân về mục tiêu, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và những nhiệm vụ giải pháp lớn cần được quán triệt và triển khai thực hiện để kinh tế tập thể của chúng ta ngày càng phát triển mạnh hơn, đúng đắn và lành mạnh hơn, thực sự trở thành một thành phần kinh tế quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Đấy là vấn đề thứ ba. Và vấn đề thứ tư, về đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.
Đây cũng là vấn đề rất là cơ bản và quan trọng. Lâu nay, Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư các khóa đều rất quan tâm, chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên theo đúng tinh thần mà Bác Hồ đã từng nhiều lần nhấn mạnh. Để lãnh đạo cách mạng, đảng ta phải mạnh. Đảng mạnh là do các chi bộ tốt, các chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt. Phong trào xây dựng đảng bộ bốn tốt, chi bộ bốn tốt, đảng viên bốn tốt, các đồng chí nhớ lại, cũng đã được phát động và duy trì thường xuyên ở nhiều nơi và từ khá sớm, khá lâu rồi. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả thành tích đã đạt được, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của không ít tổ chức cơ sở đảng còn yếu, thậm chí mất sức chiến đấu, chưa đủ sức phát hiện, giải quyết những vấn đề phức tạp xảy ra ở cơ sở, nhất là ở những nơi có tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phức tạp. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng cho cán bộ đảng viên chưa thường xuyên, thậm chí một số nơi còn xem nhẹ. Không ít cán bộ đảng viên bản lĩnh chính trị chưa vững vàng, vai trò tiên phong gương mẫu còn hạn chế, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình còn yếu, năng lực trình độ của một số cấp ủy viên, kể cả bí thư cấp ủy, cán bộ đảng viên chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc, nội dung chế độ sinh hoạt cấp ủy, đảng bộ chi bộ chậm đổi mới. Nhiều nơi, chi bộ chưa thể hiện được vai trò là hạt nhân chính trị tiên phong gương mẫu, nên nhân dân chưa thực sự tin tưởng. Là tế bào của hệ thống tổ chức đảng của chúng ta, nhưng mà còn nhận có nhận định như vậy. Thậm chí có một bộ phận cán bộ đảng viên còn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, vi phạm nguyên tắc kỷ luật đảng, vi phạm pháp luật, làm giảm sút niềm tin của nhân dân đối với đảng. Chính vì vậy, thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng về vấn đề này, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chỉ đạo tổng kết việc thực hiện nghị quyết số 22 của Ban chấp hành Trung ương khóa 10, kết luận số 38 của Bộ Chính trị khóa 12 về xây dựng dự thảo nghị quyết về tăng cường, củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới để trình Trung ương xem xét quyết định tại hội nghị lần này. Đề án đã đề cập một cách khách quan cho toàn diện về tình hình thực hiện nghị quyết và kết luận, chỉ ra những kết quả chủ yếu đã đạt được, những hạn chế yếu kém còn tồn tại và phân tích rõ các nguyên nhân. Từ đó, đề ra quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, tiếp tục đổi mới, tăng cường xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới. Xin đề nghị các đồng chí nghiên cứu thật kỹ, thảo luận thật dân chủ, thẳng thắn, tạo sự thống nhất cao về những vấn đề nêu trong tờ trình, để sau hội nghị Trung ương lần này, chúng ta có được một bước chuyển biến tiến bộ mới, thực chất hơn, mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, sức mạnh, tính chiến đấu của Đảng ta theo đúng tinh thần của chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Lênin ngày xưa nói là thà ít mà tốt. Những đảng viên hữu danh vô thực thì cho không chúng ta cũng không cần. Đấy là vấn đề thứ tư. Và vấn đề thứ năm, về liên quan đến việc thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Đây là vấn đề mới. Thực hiện chương trình công tác năm 2022 và kết luận tại phiên họp thứ 21 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực,
kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác này. Bộ Chính trị đã giao cho Ban Nội chính Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan khẩn trương nghiên cứu, xây dựng đề án, thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Đề án có sự kế thừa kết quả sơ kết 5 năm thực hiện kết luận số 10 của Bộ Chính trị khóa 12 về tiếp tục thực hiện nghị quyết Trung ương 3 khóa 10 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng lãng phí. Sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị đề án số 50 của Bộ Chính trị khóa 11 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng, tổng kết công tác phòng chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020 và xuất phát từ những yêu cầu đặt ra đối với công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trong tình hình mới. Ban Nội chính Trung ương đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý của các chuyên gia, các cán bộ có kinh nghiệm thực tiễn về phòng chống tham nhũng tiêu cực, gửi xin ý kiến các ban, bộ, ngành, địa phương và các ngành thành viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực để tiếp thu hoàn thiện đề án. Và cũng báo cáo với các đồng chí, đến nay tuy chưa chính thức có chủ trương nhưng đã có 5 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương thành lập Ban chỉ đạo để tham mưu cho cấp ủy của tỉnh, thành phố lãnh đạo chỉ đạo công tác này. Tôi cũng công bố luôn là đấy là Hà Nội, Thái Bình, Sóc Trăng, An Giang, Khánh Hòa. Hiện nay các đồng chí đã lập cái Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng cấp tỉnh. Và trước đây là chúng tôi mới nêu vấn đề thôi, nhưng phải báo cáo xin ý kiến chủ trương của Trung ương về vấn đề này. Trung ương thống nhất thì muốn là tất cả các tỉnh thành trong cả nước đều thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực. Đề án đã trình bày đầy đủ, đúng đắn, có cơ sở lý luận và thực tiễn về sự cần thiết, căn cứ và nguyên tắc thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, quan hệ công tác của Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực, và cũng đã dự thảo các văn bản liên quan. Đề nghị Trung ương nghiên cứu, xem xét, cho ý kiến và quyết định về những kiến nghị đề xuất trong tờ trình của Bộ Chính trị, nhất là cho chủ trương thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực, nhằm góp phần tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo, triển khai thực hiện một cách quyết liệt, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, theo tinh thần tôi cũng đã nhiều lần nói rồi, trên dưới phải đồng lòng, dọc ngang phải thông suốt. Mà nếu chúng ta chỉ việc thành lập cái này thôi cũng là đã có tác dụng rồi. Chí ít là răn đe, là cảnh tỉnh, cảnh báo, và bản thân các đồng chí lãnh đạo ở tỉnh phải gương mẫu trước. Đấy là vấn đề thứ năm. Vấn đề thứ sáu về kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 gắn với thực hiện kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa 13 về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Thực hiện quy chế làm việc của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 13 trong tháng Giêng năm 2022 đã dành 3 ngày để tiến hành kiểm điểm, tự phê bình và phê bình về sự lãnh đạo chỉ đạo của tập thể và cá nhân từng đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021, năm đầu tiên thực hiện nghị quyết ấy. Gắn với việc thực hiện kết luận của Hội nghị Trung ương 4 khóa 13 về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình lần này đã được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, theo quy chế, quy trình, từng bước
hợp lý. Các báo cáo kiểm điểm đều được chuẩn bị theo đúng quy định, hướng dẫn. Không khí kiểm điểm báo cáo với Trung ương là theo tinh thần tự phê bình và phê bình, rất là nghiêm túc, thẳng thắn, dân chủ, đoàn kết, chân tình. Các đồng chí được góp ý đã tiếp thu nghiêm túc, cầu thị, coi đây như là một cơ hội quý để học tập, chia sẻ lẫn nhau. Trong quá trình kiểm điểm, từng đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã liên hệ đến trách nhiệm cá nhân của mình đối với lĩnh vực được phân công và thấy trách nhiệm của mình ở trong cái lĩnh vực mà mình công tác, thấy rõ được những ưu điểm để phát huy, nhận ra những khuyết điểm hạn chế để khắc phục. Qua kiểm điểm tập thể và cá nhân, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy năm 2021, trong bối cảnh có rất nhiều khó khăn thách thức, Bộ Chính trị, Ban Bí thư luôn luôn đoàn kết thống nhất, bình tĩnh, kiên định, sáng suốt trước những khó khăn thử thách, có nhiều đổi mới và sáng tạo, bám sát quan điểm, chủ trương, đường lối để cụ thể hóa các cái nội dung quan trọng của nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, đã có các quyết sách đúng đắn, kịp thời và phù hợp với tình hình thực tiễn để lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tổ chức triển khai thực hiện, đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện, có những dấu hiệu nổi bật trước cán bộ đảng viên và nhân dân, được cán bộ đảng viên và nhân dân ghi nhận và bạn bè thế giới đánh giá cao. Tuy nhiên, công tác lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng còn một số hạn chế, khuyết điểm. Công tác dự báo chiến lược, hoạch định đường lối chính sách và tổng kết thực tiễn nghiên cứu lý luận có lúc có việc vẫn chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu đòi hỏi của tình hình mới. Trong phòng chống dịch bệnh cũng có lúc có nơi còn lơ là, chủ quan, bị động, lúng túng, và cũng có nơi thì lại hơi hốt hoảng, rồi là cũng rối, hoặc là có những biện pháp cứng nhắc, thiếu thống nhất đồng bộ trong lãnh đạo chỉ đạo xử lý các tình huống cụ thể đột xuất, còn có những hạn chế bất cập trong việc nghiên cứu dự báo, phân tích tình hình để xây dựng, triển khai thực hiện có bài bản và kịp thời các phương án ngắn hạn cũng như dài hạn, bảo đảm vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm các hoạt động bình thường. Những kết quả thành tích cũng như hạn chế yếu kém cụ thể đã được nêu đầy đủ trong báo cáo của Bộ Chính trị gửi các đồng chí Ủy viên Trung ương. Đề nghị Trung ương với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, xem xét đánh giá kỹ lưỡng những ưu điểm, những hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, gắn với thực hiện kết luận Trung ương 4 khóa 13 trên các lĩnh vực. Đặc biệt, cần chỉ rõ những nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm và đề ra các giải pháp tích cực để khắc phục trong thời gian tới. Thưa các đồng chí, những nội dung trình hội nghị Trung ương lần này là những vấn đề rất lớn, rất khó và rất hệ trọng mà tôi nói ngay từ đầu đối với việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng trên các lĩnh vực trọng yếu như đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội của đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh, toàn diện, từ gốc, từ cơ sở để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cách mạng trong giai đoạn mới, v.v. Xin đề nghị Trung ương phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, cho ý kiến để hoàn thiện và xem xét quyết định vào cuối kỳ họp. Với tinh thần đó, tôi xin được tuyên bố khai mạc hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Xin chúc hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp.